mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái video là lái thử và đánh giá về cái dòng máy xúc Volvo. Thì mình cũng đã làm rất nhiều video về các dòng máy Doosan và Hyundai rồi, nhưng mà có lẽ là các bạn cũng chưa có nhiều cái video về là cái dòng Volvo này. Thì hôm nay thì mình sẽ có cái video là lái thử và đánh giá về cái dòng máy xúc Volvo này, để xem là cái dòng Volvo này làm có ngon không và cái dòng Volvo này có những cái ưu điểm gì. Thì hôm nay thì đây, cái màn này nhỏ các bạn, mình đang làm một con này là con Volvo EVK55. Con này phiên bản đời 2007 các bạn nhé. Đấy, con này thì sử dụng là ga tay. Đây, phía bên tay trái của mình đây là ga tay này. Đấy, chứ không phải là ga điện như các đời cao. Con Volvo này thì mình hiểu đơn giản là nó giống như một cái con là con máy kim thường đấy, là máy thường thôi, với phiên bản là ga tay kim cơ. Đấy, màn hình rất là bình thường. Đấy, màn hình chỉ có hiển thị là đồng hồ nhiệt độ nước này, nhiệt độ đồng hồ báo dầu này, đồng hồ hà báo nhiệt độ nước, bây giờ làm việc có vậy thôi. Đấy, cái con này thì nó chỉ có hai đồng hồ vậy thôi. Bên này phần ben. Đấy, còn về phần tay trang thì là các thao tác thì là dòng máy xích hay là dòng máy lốp thì nó cũng giống nhau, đều có hai cái tay điều khiển này. Con này phiên bản bình thường nên là chỉ có mỗi hai chân di chuyển này thôi, không có bản full option như Doosan là đầy đủ như tháo cái phần búa biếc. Đấy, thì về phần đầu tiên bây giờ thì mình đang thử mức ga nhỏ đi. Đấy, mức ga to hơn ga thang tì một chút xíu. Về phần đầu tiên này, đấy, mình thử để làm đây xem nào. Đây, mình đang thử ga nhỏ trước. Hôm nay thì thử máy này thì mình cũng mở cửa luôn để nghe là động cơ con này với động cơ con Doosan các dòng khác như thế nào. Đấy, đây mình đang đi mức ga nhỏ. Thì về phần cần đấy các bạn ạ, thì dòng máy 55 này kể cả Hyundai, Doosan hay Volvo cũng vậy, thì nó đều là cần cứng này, đều có cần cứng là một này, cũng có con này cũng có đường búa nguyên bản này, cũng có luôn cả cái tháo lắp nhanh này. Đấy, thì là đầu tiên là về phần vậy thì là giống nhau này. Về phần cần thì con này cũng là cần cổ cứng. Đấy, cũng là cổ cứng thôi, và cái chiều dài cần cơ sở thì nó cũng giống giống nhau. Đấy, chiều dài cần cơ sở thì giống nhau. Xét về xích xiếc rồi thì nó cũng là xích sắt, không có gắn cúc cao su. Đấy, rất là cũng giống nhau, giống luôn. Về đó, về phần tháo lắp nhanh thì lại giống rồi, cũng đường búa đường biếc, cũng xi lanh như nhau. Tức là dòng máy 55 này thì hầu như đa số là giống nhau. Về vậy, về phần làm việc thì mình thử nhá. Đây là mình hiện tại là mình đang phá một cái bờ tường. Đấy, đang xúc dọn dẹp cái trạc này, thì để mình xem là mình làm lúc mình thử cái con này ga nhỏ ga to như thế nào. Đấy, gầu thì con này cũng là gầu 5 răng nhưng mà được sử dụng sang chốt ngang rồi, sử dụng được sang chốt ngang. Để xem mình làm thử một lúc xem là con này có khỏe thế gì không. Đấy, cabin thì con này thì về phần nội thất thì con này thì mình đánh giá là không cao bằng con Doosan. Nếu Doosan cùng đời thì cái nội thất của nó thì nhìn nó cái kiểu mình nhìn nó có cái vẻ gì là chút thanh lịch. Đó là sườn xét về cái phần mà nội thất mà phần rộng ấy, rộng rãi thì cái con Volvo này nó lại ăn hơn cái con cùng đời như là Doosan 207. Ví dụ con Doosan 207 ấy thì nhìn cái phần nội thất có vẻ là nó bố trí theo kiểu là gọn. Đấy, nó gọn và nhìn nó có cái chút gì đó gọi là đẹp. Thì cái con Volvo này thì là nội thất thì nó bố trí thì nó không được đẹp, nhưng đổi lại cái là cùng đời này thì cabin nó rất là thoáng các bạn ạ, cực thoáng luôn. Cụ thể các bạn nhỏ thấy không, cái khoang từ đây này đến đây này, từ đây đến chân kính này, từ đây sang đây rất là rộng. Đấy, rất là rộng. Đấy, tức là con Volvo này được cái điểm đó là cabin rộng. Đấy, mình đánh giá con này là cabin là rộng. Thứ hai nữa là con như con Doosan kia thì nó có cái phần cái dọc dọc này này, thì nếu mà
mình để tay về này, nhưng con đôi xăng 2.7 thì có cảm giác là nó hơi chật một chút so bên này, cái bên này hơi chật chút xíu đấy. Còn con này thì mình cảm giác thứ nhất là mình thích con này là cái là rộng rãi đấy. Rồi về phần máy làm việc, về phần máy làm việc thì mình đang đi một mức ga gọi là đủ để làm việc thôi, chứ không phải là nhỏ quá, không phải to quá. Đấy, mình thử đây. Đấy. Con này thì ban đầu xúc với một mức ga như vậy thì mình làm này, mình thử em phối hợp với động tác nhé. Thử các động tác. Đấy, động tác phối hợp thì cũng rất đều. Động tác phối hợp đều chứ. Đấy, nhưng mà giờ xúc vừa thử quay toa kết hợp nhé. Đấy. Ban đầu thì nếu mà con này thì mình xoay 1-2 vòng thì ban đầu mình thấy là nếu như mà xúc mà quay kết hợp quay thì con này nó nhanh. Đấy. Nhưng mà chỉ cần quay nửa vòng rồi đi có vẻ nó hơi chậm, tức là có vẻ cảm nhận là hơi chậm nhé. Đây là theo cái ý kiến riêng tư của mình. Đấy, theo cái ý kiến riêng tư của mình. Còn những con máy ấy thì thông thường muốn quay được nhanh ấy thì nó phải phối hợp đúng không ạ? Đấy, còn nếu không phối hợp, nếu mà chỉ dùng một động tác thì chắc chắn nó sẽ quay chậm rồi. Chứ không phải là quay nhanh được đâu. Vì là chỉ có phối hợp nó mới nhanh thôi. Đấy, đây. Đấy, quay toàn rất nhanh ấy chứ. Đấy, rất là lanh lẹ đấy. Nếu mà như mà xét với một mức ga như thế này mà so với một cái dòng gọi là cái Vandosan thì mình cảm giác theo cái tay mình làm thì cảm giác con này nó hơi chậm một chút. Đấy, để chân di chuyển xích chậm, có đường ben đường biết hết nơi ổn đây, ben có thể để đây cho các bạn ngủ nhé, có thể dùng ben này mình ngủ nhé. Đấy, à, con này mình thao tác cảm giác nó hơi chậm một chút xíu. Đây là cái cảm nhận của mình. Đấy, từ khả năng khỏe đấy, khỏe thì hầu như là con này và con Dosa và cùng phân khúc với nó, phân khúc 55 thì cái dòng Volvo này thì khỏe rồi, không phải bàn cãi rồi. Đây, đấy, thử đây. Đấy, cùng phân khúc thì con này khỏe đấy các bạn ạ, khỏe ạ. So với phân khúc 55 thì con này cũng khỏe, nhưng mà tổ cho mình cảm thấy nó chưa được gọi là nhanh lắm. Đấy, như là Dosa mà có thể là mức ga như thế này thì nó sẽ gọi là nhỉnh hơn một chút nha, tức là nhỉnh ở đây nhỉnh hơn một chút thôi các bạn nha, chứ không phải là gọi là nhỉnh quá nha, chứ không phải một con thì quay tít tùm mù và một con thì quay chậm nha. Đấy, đó là nó chỉ gọi là nếu mà cảm nhận mình lái ấy, thì mình mới cảm nhận được là nó nhỉnh hơn một chút. Đấy. Rồi, về phần động cơ thì các bạn cũng biết rồi, con này và con Dosan nếu mà mình đang test cái mức ga là đang mở cửa như thế này, nếu mà như mở cửa này thì động cơ của thằng Dosan các bạn nghe cái tiếng của Dosan, nếu ai dùng quen Dosan là nghe tiếng phát biết ngay đúng không, đúng kiểu mở nhạc lên biết nhạc gì ngay, thì con này động cơ có vẻ như là so với thằng Dosan là không được êm ái và ồn hơn một chút xíu. Đây, mình cũng đang mở cửa hông và cửa bên cạnh đây. Đấy, cửa cabin luôn thì cảm giác con này là hơi ổn. Đấy, về động cơ là con này mình thấy là hơi ổn. Nếu như con này mình đi ga to với xíu nữa thì chắc là ổn. Đây, mình sẽ đi thử ga to lên rồi. Đấy, mức ga này cũng không bé mà cũng không hẳn là to quá, tức là to hơn ga ở đấy một chút xíu. Thì con này mình làm ở đây thì nếu như mà vừa làm mà không để ý thì sẽ gần như là không để ý được cái người ở bên dưới nói chuyện các bạn ạ. Đấy, gần như là không để ý được cái người ở bên dưới nói chuyện vì con này làm là hơi ồn. Đấy, nó hơi ồn một xíu, hơi ồn, nghe động cơ con này nó hơi ồn. Đấy, thấy không, nghe cái động cơ con này cảm giác nó ù ấy. Động cơ con này thì mình làm cảm giác nó ù, nghe là như kiểu là nó có cái gì đó là nó phản bên tai mình. Đấy, giống như kiểu là máy bay cất cánh ấy, nó cảm giác là nó ù. Đấy, có khỏe thì khỏe rồi. Đây, một mức vậy thì mức ga như thế này, động một cái động cơ nó ồn như thế này thì để xem là nó có nhanh không.
khỏe khó khỏe, nhưng mà ghét cái là nó ù ào ào ào, nó ù hơi ù các bạn ạ, hơi ù một chút xíu. Rồi nó hơi ù như vậy thì mình sang mình sẽ test thử cái phần này, test thử là cái phần là xúc lên ô tô xem như thế nào nhá. Đấy, phần test thử là cái phần đào bới sới rồi, test thử ga điếc rồi, nghe cái động cơ ồn thì khó rồi. Bây giờ mình sẽ phang thử là xúc ô tô như thế nào. Đấy, xúc ô tô này các bạn này. Đấy, quay ô tô với một mức ga như thế này thì con này thì nếu mà phối kết hợp thì nhanh đấy các bạn ạ. Nhưng mà so với pi hồi nãy là mức ga này thì hơi to, nhưng mà nhanh đấy các bạn ạ. Đây, khả năng xúc ô tô thì kết hợp này, kết hợp xúc ô tô quay toa đổ riếc này, nhanh đấy. Đây, mình đang kết hợp với ô tô nha, thấy không, một động tác thôi, nhiều động tác nó cũng êm cả. Video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Kính chào.